Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 miền Nam California, 16.12 miền Bắc California và Galaxy 19 trên toàn tế bào Hoa Kỳ và Canada. Xuân Ngôn Viên, Tuyết Nha và Bảo Khanh xin thân ái kính chào quý vị. Như thường lệ, sau đây chúng tôi xin mời quý khán giả cùng đến với phần điểm tin. Mưa lũ nghiêm trọng tại Ấn Độ và Bangladesh, gần 60 người thiệt mạng. Tổng thống Ukraine tình hình Donbass vô cùng khó khăn. Bắc Hàn tuyên bố xu hướng tích cực trong chống dịch coronavirus. Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos 2022. Động đất mạnh 6,1 độ làm rung chuyển Catalagan lên đảo Luzon. Sau đây chúng tôi xin mời quý khán giả cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên liên quan tới tình hình mưa bão tại Ấn Độ với phần trình bày sau đây của xứ ngôn viên Bảo Khanh. Kính thưa quý vị, bản tin chi tiết đầu tiên của chiều ngày hôm nay đã cho biết là mưa lũ nghiêm trọng tại Ấn Độ và Bangladesh làm gần 60 người bị thiệt mạng. Ít nhất là 57 người bị thiệt mạng, hàng triệu người mắc kẹt do ảnh hưởng của mưa lớn gây lũ lụt diện rộng tại Ấn Độ và nước láng giềng Bangladesh. Các giới chức của Ấn Độ đã thông báo hàng chục người đã bị thiệt mạng trong tuần này do lũ lụt, lở đất và dông bão. Riêng tại bang Assam, ít nhất là 18 người tử vong có liên quan tới các sự cố do thời tiết xấu. Những trận mưa xối xả gây lũ lụt nhấn chìm nhiều vùng đất nông nghiệp và làm hư hại hàng nghìn ngôi nhà. Gần 90.000 người đã được chuyển đến các nơi trú ẩn do nhà nước quản lý khi mực nước trên các dân sông đã dâng cao và những vùng đất rộng lớn ở hầu hết các quận bị nhấn chìm trong nước. Một số người dân vùng thiên tai đã cho biết là tình hình rất nguy hiểm. Như bạn có thể thấy, nước đã tràn vào nhà của chúng tôi. Hầu hết mọi người đều phải di tản sang nơi khác. Lực lượng ứng phó thảm họa nhanh chóng đã được điều động để đưa người dân sống tại các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai đến lánh nạn tại các khu vực an toàn hơn, đồng thời cũng cung cấp cho họ những mặt hàng cứu trợ thiết yếu, bao gồm thực phẩm và thuốc men. Hơn 250 gia đình ở huyện Ho Chai hiện đã được cư trú trong các lều tạm ngay tại cạnh đường ray xe lửa. Tổng thống Ukraine cho biết tình hình Donbass vô cùng khó khăn. Tổng thống Ukraine nói tình hình tại Donbass vô cùng khó khăn khi quân đội Nga tăng cường tấn công vào các thành phố Sloviansk và Severodonetsk ở miền đông. Lực lượng vũ trang Ukraine đang ngăn chặn những cuộc tấn công này. Cứ mỗi ngày, lực lượng phòng thủ của Ukraine đều loại bỏ những kế hoạch tấn công của Nga, là đóng góp cụ thể để Ukraine tiến đến ngày trọng đại, ngày mà Ukraine mong đợi và chiến đấu vì nó là ngày chiến thắng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phát biểu qua video tối 21 tháng 5 khi thừa nhận tình hình Donbass hiện nay vô cùng khó khăn. Quân đội Nga tăng cường tấn công vào các thành phố này trong những ngày vừa qua. Không cuộc tấn công nào của Nga, không có cuộc tập kích hỏa tiễn nào vào khu vực Rhine, pháo kích khu vực Hersoni. Những cuộc tấn công bằng tất cả những loại vũ khí có thể ở Donbass mang lại cho Nga bất cứ kết quả nào. Nga hiện nay vẫn chưa nói gì về thông tin này, còn ông Zelensky trước đó nói rằng quy mô quân đội Ukraine hiện nay lớn gấp gần 6 lần khi Nga mở chiến dịch quân sự tấn công Ukraine vào hồi cuối tháng 2. Bắc Hàn tuyên bố xu hướng tích cực trong chống dịch coronavirus. Triều Tiên đã nói rằng diễn biến chống dịch ở nước này đã cho thấy xu hướng tích cực đang diễn ra khi những trường hợp sốt mới lần đầu giảm xuống dưới 200.000. Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên trong ngày hôm nay đã đưa tin là nước này ghi nhận thêm hơn 186.090 người có triệu chứng sốt và một người đã bị thiệt mạng. Song không nói rõ bao nhiêu trường hợp trong đó có dương tính với coronavirus. Theo KCNA, hơn 2 triệu trong số 2,6 triệu trường hợp sốt đã phục hồi và 67 người đã bị thiệt mạng. Tình hình lây lan hiện tại ở Triều Tiên đã cho thấy một xu hướng tích cực, từ mức tăng nhanh chóng ban đầu đến sự sụt giảm sau khi được kiểm soát và ứng phó ổn định. Số trường hợp hồi phục hàng ngày đã tăng trên toàn quốc, KCNA đã nhấn mạnh. Triều Tiên vào hồi năm ngoái cũng đã cho biết là đã phát triển thiết bị phản ứng chuỗi polymerase PCR và tiến hành các xét nghiệm coronavirus. Theo KCNA,
nước này đang đẩy nhanh phát triển theo phương thức xét nghiệm mới và xét nghiệm kháng thể để phát hiện sớm dịch bệnh. Giới chức cũng đã phân phát thực phẩm và thuốc men lên khắp đất nước, với việc nhân viên quân y được khai triển để giúp phân phát thuốc và thực hiện xét nghiệm. Hơn 1 triệu nhân viên y tế, bao gồm sinh viên và giảng viên trường y, cũng đã được huy động để ngăn chặn và loại bỏ triệt để nguồn lây lan. Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos 2022, Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos Thụy Sĩ năm nay lần đầu tiên được tổ chức vào đầu hè sau hơn 2 năm gián đoạn vì COVID-19 tại Âu Châu. Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF ngày khai mạc 22 tháng 5 trực tiếp tại Davos Thụy Sĩ với trọng tâm thảo luận là những tác động cuộc chiến ở Ukraine, những biện pháp phong tỏa chống lại dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc đến nền kinh tế thế giới cũng như nỗ lực chống lại biến đổi khí hậu toàn cầu. Vốn là một sự kiện thông lệ thường niên thu hút sự tham dự của nhiều lãnh đạo các nước, cũng như lãnh đạo các tập đoàn lớn trên thế giới vào tháng 1 hàng năm. Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos Thụy Sĩ năm nay lần đầu tiên được tổ chức vào đầu hè sau hơn 2 năm gián đoạn. Diễn ra từ ngày 22 tháng 5 tới 26 tháng 5, Diễn đàn Davos năm nay có sự tham dự của trên 2.500 chính trị gia, lãnh đạo các tập đoàn lớn, đại diện các tổ chức xã hội dân sự và cơ quan truyền thông. Hơn 400 phiên thảo luận được tổ chức tập trung vào tất cả chủ đề liên quan tới kinh tế thế giới, quản trị toàn cầu, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, v.v. Trọng tâm là những thảo luận về tác động cuộc chiến tại Ukraine và những biện pháp của Trung Quốc đang chống lại COVID-19 khiến cho ảnh hưởng tới việc phục hồi kinh tế thế giới sau đại dịch. Động đất mạnh 6,1 độ đã làm rung chuyển Catalagan trên đảo Luzon. Viện Núi Lửa và Địa chấn Philippines đã cho biết một trận động đất có độ mạnh là 6,1 đã xảy ra trên đảo Luzon của Philippines vào sáng sớm ngày 22 tháng 5. Trận động đất có tâm trấn cách thị trấn Calatagan trên đảo Luzon khoảng 21 km về phía tây bắc, ở độ sâu là 132 km. Các rung chấn cũng đã được cảm nhận ở vùng đô thị Manila của tỉnh Bulacan và Oriental Mindoro. Theo Viện Núi Lửa và Địa chấn của Philippines, nguyên nhân của trận động đất là do sự di chuyển của các mảng đứt gãy trên biển dọc theo rãnh của Manila đã gây ra động đất sâu. Và do ở vị trí rất sâu nên ít khả năng gây ra thiệt hại và không kích hoạt sóng thần. Tuy chưa có báo cáo về thiệt hại và thương vong, song các nhà chức trách cũng đã cảnh báo về các cơ dự chấn có thể xảy ra sau trận động đất mạnh. Tại Philippines, thường xuyên xảy ra các hoạt động địa chấn do nằm dọc theo vành đai lửa Thái Bình Dương. Thưa quý vị, như thường lệ sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh đồng hành với đài IBC. Sứ ngôn viên Bảo Khanh và Tuyết Nha sẽ trở lại để gửi đến quý khán giả những tin tức liên quan tới việc Australia thông báo một số địa điểm mới trong danh sách đối ngoại ra sao, hay Nga ngừng cung cấp điện cho Litva như thế nào, Ba Lan cam kết sẽ thúc đẩy để Ukraine được vào Liên minh Âu Châu, và ba lần tăng vốn, vẫn tiến độ của đường sắt Nhổn Ga Hà Nội vẫn bị lùi tiến độ, hay là đề nghị giữ lịch sử là môn học bắt buộc tại Việt Nam, và nhiều bản tin nổi bật khác nữa. Kính mời quý khán giả đón xem trên đài IBC.